Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015, kỳ thi 2 trong 1, vừa xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học cao đẳng. Cho đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra. Do là kỳ thi đầu tiên được tổ chức với những điểm mới về quy chế, cách thức ra đề thi, nên hiện tại, các cơ sở giáo dục bậc trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang gấp rút hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để làm sao tạo dựng hành trang vững vàng và đầy đủ nhất để các em học sinh bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh năm học 2014-2015 có 140 học sinh cuối cấp. Cho đến thời điểm này, khi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015, vừa xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, vừa xét tuyển đại học cao đẳng chỉ gần 3 tháng nữa là diễn ra. Tâm thế chuẩn bị của các thầy cô giáo, các em học sinh đã khá vững vàng. Mặc dù bên cạnh đó cũng không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp, vì đây là kỳ thi lần đầu tiên có trong tiền lệ thi cử. Rất nhiều điểm mới mẻ cả về quy chế, công tác tổ chức và cách thức ra đề thi. Đối với bản thân em cũng như tất cả các bạn trong trường thì đã bắt đầu bước vào ôn luyện ngay từ những năm đầu tiên rồi. Và sang kỳ 2 thì trường chúng em đã tổ chức ôn luyện phân theo các khối. Và bây giờ đã đến giai đoạn thứ 2 của quá trình ôn thì chúng em đã nắm được những cái kiến thức cơ bản. Và giờ chúng em đã tiến hành giải các đề ôn luyện. Và chúng em nghĩ rằng là nếu vẫn trên đà như vậy thì chúng em sẽ có những cái kiến thức cơ bản và tự tin hơn để bước vào kỳ thi này ạ. Với bản thân em thì cần phải luôn cố gắng học tập tốt, tìm kiếm thật nhiều sách tài liệu và học hỏi thêm nhiều bạn bè, thầy cô. Ngoài ra thì em còn tận dụng được các thời gian như là giờ tự học trên lớp để tham khảo thêm nhiều sách tài liệu. Trong tổng số 140 thí sinh tham dự kỳ thi quốc gia chung năm 2015 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, tính đến thời điểm ngày 23 tháng 4, có 138 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Còn lại 2 thí sinh đăng ký thi tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang. Như vậy có nghĩa là 138 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang sẽ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. 2 thí sinh dự thi tại Hà Giang sẽ chỉ xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cũng như các cơ sở giáo dục bậc trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Giang đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn một cách kỹ lưỡng để các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh nắm và hiểu rõ về kỳ thi. Đồng thời, lên kế hoạch ôn tập cho học sinh tại trường đến cận ngày thi. Cách thức ôn tập, các nhà trường phân loại học sinh. Trong quá trình ôn tập, vừa ôn lại kiến thức, vừa nhận xét, rút kinh nghiệm để học sinh dự thi hạn chế gặp sai sót. Hầu hết các trường đều lựa chọn những giáo viên giàu kinh nghiệm để ôn tập cho học sinh. Yêu cầu giáo viên giảng dạy và ôn tập các môn xã hội theo dạng đề thi tích hợp phải bám sát các vấn đề hiện thực của đời sống, có tính thời sự để liên kết vào từng nội dung của bài giảng, đáp ứng xu hướng đổi mới nội dung đề thi. Đối với trường nội trú thì là học sinh đã được trang bị đầy đủ kiến thức, các em thường xuyên ôn luyện ngay từ đầu năm học. Nên cơ bản là các em đã nắm chắc kiến thức, các em tự tin vững vào bước vào kỳ thi sắp tới. Tất cả các em học sinh cũng như là toàn thể các thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên thì đã rất là thuộc về cái quy chế thi này. Qua cái các em đã biết được cái kỳ thi như vậy thì các em cũng như là các thầy cô luôn luôn chuẩn bị tốt sẵn sàng cho cái kỳ thi tới này. Tại địa bàn huyện vùng cao Yên Minh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 cũng đang được các đơn vị trường học tiến hành khẩn trương. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Trường Trung học Phổ thông Yên Minh có 168 học sinh. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Trường Trung học Phổ thông Yên Minh đã triển khai mọi công tác chuẩn bị để kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Trong đó, chú trọng đến việc ôn tập kiến thức và ổn định tâm lý cho học sinh trước những đổi mới trong kỳ thi này. Đặc biệt, nhà trường đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp nhằm giúp em học sinh định hướng đúng mục tiêu tham gia kỳ thi cho phù hợp với khả năng của bản thân và cảm thấy vững tin hơn trước khi bước vào kỳ thi.
Với sự có mặt của cả ban giám hiệu và bên công tác tuyển sinh và các thầy cô giáo chủ nhiệm thì chúng em đã được tư vấn rất đầy đủ về quy chế thi, những điều mà mình chưa hiểu, chưa rõ về cuộc thi này. Và qua đó thì chúng em cũng đã tự lựa chọn được cho mình cụm thi và môn thi phù hợp với năng lực. Đến thời điểm này thì nhà trường chúng tôi đã chuẩn bị tương đối tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Cái thứ nhất là chúng tôi triển khai toàn bộ cái văn bản pháp quy đến phụ huynh học sinh. Cái thứ hai nữa đó là chúng tôi đã tổ chức tư vấn định hướng cho các em lựa chọn cái môn thi tự chọn phù hợp và lựa chọn các tổ hợp môn thi để phù hợp với định hướng nghề nghiệp của các em. Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo, tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2015, toàn tỉnh có 6.928 học sinh của 31 trường, gồm phổ thông cấp 2, 3, trung học phổ thông và 11 trung tâm giáo dục thường xuyên đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Trong đó có 3.706 em dự thi tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang, 2.222 em dự thi tại cụm thi Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát sao, tập trung giải quyết những vướng mắc khó khăn phát sinh đối với những quy định mới của kỳ thi năm nay. Thì ngay sau Tết, thì Sở Giáo dục đã có cái chỉ đạo cho các nhà trường, đặc biệt là các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng để tuyên truyền cho nhân dân về cái kỳ thi này. Và ngay sau khi có quy chế về kỳ thi thì các nhà trường đã tổ chức phổ biến quy chế cho thầy cô giáo và các em học sinh và nắm bắt toàn bộ cái thông tin về kỳ thi, cũng như là trong đó có việc là triển khai kỳ thi, đăng ký dự thi, rồi là cái hình mẫu của cái đề năm nay, cái form sẽ như thế nào, vân vân. Cho đến thời điểm hiện nay thì kết thúc ngày 10 tháng 4 vừa qua, thì có thể nói rằng là công tác chuẩn bị cho cái kỳ thi đối với hệ giáo dục của Hà Giang của chúng ta là chúng tôi thấy là cũng khá bài bản. Theo đó, khó khăn chủ yếu hiện nay là vấn đề duy trì thời gian ôn tập cho học sinh. Thời điểm diễn ra kỳ thi vào đầu tháng 7, tức là kéo dài một tháng so với thời điểm thi mọi năm. Để đảm bảo cho các em được ôn tập, trau dồi kiến thức trước khi bước vào kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tiếp tục ôn tập cho học sinh đến cận ngày thi. Theo các quy định của Chính phủ về chế độ hỗ trợ cho các em học sinh trong một năm học, thì đến hết tháng 6 là kết thúc. Thêm một tháng ôn tập, chế độ cho cả giáo viên và học sinh đang là khó khăn của các trường học. Vì thế, các trường đang lên kế hoạch đề nghị chính quyền địa phương và xin ý kiến phụ huynh về việc hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện công tác ôn thi cho các em. Ngoài ra, đối với cơ chế hỗ trợ các em học sinh thuộc diện chính sách có 1.550 em trong tổng số 6.928 học sinh dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang tính toán trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng thực hiện để các em an tâm và bước vào kỳ thi thuận lợi nhất. Dù còn những khó khăn và tâm lý lo lắng, hồi hộp của hầu hết các sĩ tử, tuy nhiên cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 đã cơ bản được thực hiện. Kỳ thi năm nay, ngoài các thành viên ban chỉ đạo của mọi năm như viễn thông, công an, y tế, sẽ có thêm thành viên tỉnh đoàn thanh niên. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, mặc dù lần đầu tiên được tổ chức, nhưng với những tiện ích và đổi mới đang tạo ra những bước tiến quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn hiện nay. Cái thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng như năm nay thì lần đầu tiên mới thực hiện đối với ngành giáo dục của toàn quốc. Tuy nhiên công tác thi thì mới diễn ra hàng năm. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ quan tâm đến những cái việc là cái gì mới của cái việc này và đi sâu vào cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là công tác chuẩn bị chu đáo như thế này thì cái sự thành công là chắc chắn. Chứ không thể nói rằng không thành công và dứt khoát phải thành công. Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo trên tất cả các lĩnh vực của ngành giáo dục và đào tạo, nhất là từ phía các đơn vị trường học. Cùng với đó là sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị, của toàn thể xã hội. Mong rằng các sĩ tử của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ vững tin và phấn đấu đạt được mục tiêu cao nhất trong kỳ thi mang tính bước ngoặt, quyết định tương lai sau này.